Chào anh em nhé. Hôm nay tôi anh em tôi đang sang cái công ty thủy lợi Kiến An dò cái đường cấp nước. Đường cấp nước của công ty thủy lợi một ngày thất thoát được khoảng 3 đến 4 khối. Tôi cũng đang nghi ngờ là do quá trình thi công cái đường này nên ra là bị vỡ. Nhưng công ty này rất chi là rộng. Chứ cái mặt bằng của công ty nó rơi vào khoảng 2-3 nghìn mét vuông ấy. Đường ống đi thì ngày xưa rồi, chúng ta cũng không biết là nó đi như thế nào. Bên công ty đã liên hệ với bên chúng tôi đã cầm máy sang và đang thi công để dò tìm cái đường vỡ. Công ty mấy tháng này tính toán là thất thoát là mỗi tháng là rơi vào khoảng 90 khối đến 100 khối. Thực ra mà không tìm được cái điểm vỡ ấy, thì để mà đặt lại cái hệ thống của cấp nước của toàn công ty này thì nó lớn lắm. Anh em tôi sẽ quyết tâm tìm ra cái điểm vỡ. Như mò kim đáy biển. Tôi tin rằng là với cái trình độ với những cái công nghệ bây giờ nó hiện đại, với những trình độ của thợ dò phân tích được cái âm thanh thì tin tưởng kiểu gì sẽ tìm được ra. Ra đây. Dò đây. Bằng rất rắc rối phức tạp.
quay lại chỗ kia, quay lại cái điểm cắt ngang. Đây điểm cắt ngang đây. Rộng này chỗ này bây giờ không chạy chưa về đây, thông báo thông số chạy chưa về. Thông báo này phải chạy dần dần thôi. Chỉ số đây rồi, anh em tôi đã xác định điểm này rồi. Điểm này đang nghiêng là điểm này rồi. Chỉ số đã hiện. Đây để tí nữa thi công đây nha, mọi người đánh dấu nha, đánh dấu đúng vị trí này nha, vị trí gốc cây này. Đây rồi, trong đây, qua đây, chỉ số đây. Thắng làm thế không bị bùng mà xử lý thôi, nhưng mà anh để anh em tôi thi công nữa nha.